Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì trong xuống tăng nhẹ sau khi mà đã tăng mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.678 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ đứng ở mức 103,55 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm đứng ở mức 67.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,032% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng đứng ở mức 70,67 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới hiện tại đang quan tâm đến cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Kết quả của cuộc khảo sát mới đây cho thấy cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên tổng thống đang rất căng thẳng. Chênh lệch về tỷ lệ ủng hộ rất thấp ở thời điểm này, chỉ còn 3 tuần nữa là cuộc bầu cử sẽ chính thức kết thúc. Vàng là một trong những loại tài sản tăng giá mạnh nhất trong năm 2024. Giá vàng thế giới liên tiếp lập kỷ lục nhờ vào vị thế của vàng trong vai trò là tài sản đầu tư an toàn và nhiều ngân hàng trung ương không ngừng mua vào. Giờ đây, giá vàng trên thị trường thế giới đang có thêm yếu tố hỗ trợ mới bởi nhiều nhà đầu tư trên thị trường tài chính điều chỉnh lại danh mục đầu tư nhằm phản ứng với những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Đồng đô la Mỹ đã tăng giá mạnh trong phiên 15 tháng 10 sau khi ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ ông Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg nhấn mạnh đến việc ông sẽ tăng thuế mạnh tay với hàng hóa vào Mỹ, giảm thuế cho người Mỹ cũng như nới lỏng các quy định, đồng thời tham vấn trực tiếp với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong khi đó, trên thị trường quyền chọn, nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn đến các đợt hạ lãi suất của Fed cũng như sức khỏe của kinh tế Mỹ. Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại ngân hàng UBS cho biết, chúng tôi cho rằng những bất ổn và biến động sẽ gia tăng cho đến khi nào mà bộ máy chính quyền của Mỹ ổn định về nhân sự. Trong bối cảnh đầy bất ổn như hiện tại, vàng và dầu có thể coi như công cụ đầu tư hiệu quả trong môi trường đầu tư đầy biến động. Theo quan điểm của phần lớn chuyên gia kinh tế trên phố Wall, chính sách thương mại của ông Donald Trump nếu ông trở thành Tổng thống Mỹ sẽ hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ bởi thuế nhập khẩu cao, sẽ ngăn cản hoạt động giao dịch loại tiền này lên biên giới. Chiến tranh thương mại kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chuộng rủi ro, nhu cầu với đồng đô la Mỹ gia tăng. Kịch bản ông Donald Trump thành Tổng thống Mỹ như vậy sẽ ảnh hưởng đến diễn biến của vàng. Giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, sẽ suy giảm khi mà đồng đô la Mỹ mạnh và lãi suất cao. Giá vàng trên thị trường thế giới được dự báo sẽ tăng lên nhiều ngưỡng cao kỷ lục mới trong năm sau 2025. Cụ thể là theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Vàng London. Theo chuyên gia thuộc hiệp hội này dự báo, giá vàng thế giới sẽ tăng lên mức 2.917,21 đô la Mỹ trên một ounce vào tháng 10 năm 2025, có nghĩa là sẽ cao hơn khoảng 10% so với mức giá hiện tại. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC vẫn đi ngang ở quanh vùng giá cao 86 triệu đồng trên lượng bán ra. Tuy nhiên, với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tiếp tục đi lên theo xu hướng tăng của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ của thương hiệu này tăng thêm nửa triệu đồng trên một lượng mua vào, tăng 400.000 đồng trên lượng tại chợ bán ra, lên mức 82,9 triệu đồng trên lượng mua vào, 84,1 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vùng giá 84 triệu đồng trên một lượng là vùng giá cao nhất mà mặt hàng vàng nhẫn ghi nhận được từ trước cho đến nay. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, hay gọi là PNG, mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 của hệ thống này cũng tăng thêm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, lên mức 83,15 triệu đồng trên lượng mua vào, 84,15 triệu đồng trên lượng bán ra. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu hiện tại cũng giao dịch ở mức 83,33 triệu đồng trên một lượng mua vào, 84,33 triệu đồng trên một lượng bán ra, cũng tăng thêm 200.000 đồng trên lượng so với sáng ngày hôm qua. Tại công ty Mi Hồng, mặt hàng vàng nhẫn 3 số 9 cũng tăng thêm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, lên mức 83,6 triệu đồng trên lượng mua vào, 84,1 triệu đồng trên một lượng bán ra. Còn đối mặt hàng vàng miếng SJC tại 4 ngân hàng thương mại quốc doanh bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank sáng nay thông báo giá bán vàng miếng online ở mức 86 triệu đồng trên một lượng.
Tại các doanh nghiệp lớn như công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNC, tập đoàn Phú Quý, tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục mua vào mức 84 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 86 triệu đồng trên một lượng, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Thị trường chỉ ghi nhận duy nhất hệ thống vàng Mỹ Hồng có giá giao dịch khác, hiện tại mua vào mức 85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 86 triệu đồng trên lượng, cao hơn các doanh nghiệp khác tại chiều mua vào 1 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại điều chỉnh tăng mạnh, tăng 130 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Hiện tại mua vào mức 24.910 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.300 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.260 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.360 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có mức giá tương tự như SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Doji, Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu 520 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Ngân hàng T-Bank Gold mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. SJC miền Trung, Huế, Quảng Ngãi, Nha Trang, Biên Hòa mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. SJC miền Tây, Bạc Liêu, Long Xuyên, Phan Rang, Cà Mau mua vào 8 triệu 400 nghìn, bán ra 8 triệu 600 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 8 triệu 290 nghìn, bán ra 8 triệu 410 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 8 triệu 290 nghìn, bán ra 8 triệu 420 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 8 triệu 280 nghìn, bán ra 8 triệu 380 nghìn. Vàng 24K mua vào 8 triệu 097 nghìn, bán ra 8 triệu 297 nghìn. Vàng 18K mua vào 6 triệu 050,6 nghìn, bán ra 6 triệu 300,6 nghìn. Vàng 16K mua vào 5 triệu 464 nghìn, bán ra 5 triệu 714 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 651 nghìn, bán ra 4 triệu 901 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 259,8 nghìn, bán ra 3 triệu 509,8 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào 8 triệu 345 nghìn, bán ra 8 triệu 445 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 8 triệu 345 nghìn, bán ra 8 triệu 445 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.